Kính chào cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh của Long Mít Vlog. Trong video ngày hôm nay thì em mời cô chú anh chị và các bạn trở lại với cái vườn đặc rệt của Long Mít để tiếp tục chăm sóc những cái mít con hôm trước mình đã trồng xuống. Thì hôm nay em đi vườn và cập nhật cũng như là chăm sóc và quay chia sẻ lại cho cô chú anh chị và các bạn có cái cơ sở để tham khảo ha. Thì hôm nay mình tiếp tục chăm sóc những cái mít con hôm trước mình trồng. Thì như cô chú anh chị và các bạn có theo dõi những cái video trước thì những cây mít này mình trồng cách nay được 11 ngày rồi. Đây, những cái cây mít này hôm trước mình có chia sẻ cái video trồng á. Sau khi trồng 4 ngày thì mình có tưới BHS. Đó. Thì từ lần tưới BHS đó tới nay là 7 ngày. Thì hôm nay cây bắt đầu nó ra rễ non. Khi mình đi vườn quan sát thấy những cái lá nó ra cái chồi non mà. Thì có nghĩa là cái rễ ở dưới nó đã ra rồi. Đã có rễ ở dưới nó chầm ra đất rồi. Thì trong giai đoạn này thì mình sẽ bổ sung cái dinh dưỡng cho nó, bổ sung NPK cũng như là bổ sung BHS. Bởi vì trong BHS thì nó có humic, có HS và có vi lượng. Đây thì mình sẽ đi cập nhật lại những cây mít hôm trước mình trồng cho cô chú anh chị và các bạn xem và theo dõi nha. Và sau đó em cũng xin chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cái loại phân và cái cách mình tưới và liều lượng cho cô chú anh chị và các bạn có cái cơ sở để mà mình tham khảo. Đây cái đọt bắt đầu nó búp rồi, những nách lá thì nó đã phóng cái đọt non ra rồi, nó có những cái mầm ngay nách lá chứng tỏ là cái rễ nó đã ra rễ non rồi nha. Thì cái vườn này là cái vườn mình cải tạo lại cho nên là những vị trí nào trống thì mình trồng mít, còn những cái vị trí nào trước đây mình trồng sầu riêng thì mình vẫn trồng sầu riêng lại. Cái vườn này là vườn đặc rệt đúng nghĩa luôn. Đấy, cái trồng nhiều thứ, trồng bưởi, trồng chuối, trồng mai vàng. Đó. Riêng sầu riêng là đã lộn xộn rồi. Sầu riêng hiện có 3 loại rồi. Chuồng bò, móng khon, ghi sáo. Đây, đây là những cây mít hôm trước mình trồng ha, tới nay là được 11 ngày. Bắt đầu nó búp đọt đi nè. Những cái nách lá nó bắt đầu ra nè. Rồi, thì em sẽ qua bên đây và chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cái loại phân mà mình sử dụng. Thì do là hôm nay mình tưới NPK. Cái lần đầu tiên mình tưới cách nay 7 ngày á. Sau khi trồng 4 ngày là mình tưới BHS để cho nó phát triển bộ rễ. Thì hôm nay thì mình có tưới NPK. Do là cái vườn em có mấy cây mít rồi cho nên là em ngâm cái NPK trong này và cái BHS trong này. Cái liều lượng thì em thường sử dụng cái liều lượng nó rất là thấp. Nó tầm khoảng 5 gram, 5 gram NPK và 5 gram BHS cho một gốc mít. Đó thì nó tương đương nó khoảng khoảng nửa ký, khoảng nửa ký NPK với là nửa ký BHS cho 100 gốc mít như thế này. Thì cái này em sử dụng nó tầm khoảng 5 ngày đến 7 ngày một lần. Thì hôm nay là cái lần tưới phân đầu tiên thì em quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Trong những cái lần sau nếu mà có thời gian thì em sẽ quay cập nhật lại cho cô chú anh chị các bạn tham khảo ha. Thì đây em sử dụng cái phân có hàm lượng là 30 đạm, 20 lân và 5 kali. 30, 20, 5. Loại này thì em xài của Jaga nha. Tại vì cái cây con á, cái con trong giai đoạn này thì nó rất cần cái đạm để nó phát triển. Nhưng mà trong giai đoạn này thì do là cái rễ nó vừa mới ra ít lắm cho nên là cô chú anh chị và các bạn mình không nên tưới phân nhiều, mình nên chia nhiều lần
Tại vì cây con thì nếu cô chú anh chị và các bạn tưới phân nhiều quá, đậm quá thì có thể làm hư cái rễ non, nó ảnh hưởng đến cây. Mình chịu khó mình chia ra nhiều cữ ha. Mình tưới loãng thôi, 5 ngày mình tưới một lần cũng được, hoặc là 7 ngày. Thì tùy cô chú anh chị và các bạn mình có thời gian như thế nào mình có thể sắp xếp. Thì tốt nhất là cô chú anh chị và các bạn nên tưới nó tầm khoảng 3 hoặc 4 lần. Đó. Cứ 5 ngày hoặc 7 ngày mình tưới một lần, tưới 3 hoặc 4 lần. Đến khi nào mà những cái nách lá này nè, nó ra những cái tược lên, cây mít mình nhìn vô thấy nó có nhánh rồi á, là lúc đó nó đã có nhánh nó chìa ra đây mà, là lúc đó cái rễ nó đã bò ra tới đây rồi. Thì lúc đó mình sẽ gãy phân ha. Chứ còn nếu mình khi mà cây lớn thì mình tưới phân thì nó mất thời gian và công chăm sóc mình nhiều, cho nên lúc đó thì mình sẽ gãy phân ngoài này, cũng gãy một lượng ít thôi, thì mình tưới thì cây nó sẽ hút được. Còn khi mà cây mình mới trồng xuống như vậy nó còn nhỏ quá, mà mình gãy phân vô khi mình tưới xuống nó sẽ không đều phân và cây sẽ không có hấp thu kịp thời bằng cái việc mình ngâm sẵn rồi mình tưới ha. Thì đối với một thùng nước này thì em tưới được khoảng 4 cây. Đó, 4 đến 5 cây, mình tưới ít thôi chứ cũng không nhiều, nhấp nhấp. Chia ra nhiều lần. Còn cái việc phun thuốc á, phun thuốc thì như trong cái video trước em có chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn, thì mỗi lần mình tưới phân ở dưới gốc thì mình sẽ phun thuốc sâu ở trên đọt. Bây giờ cây con thì mình cũng chưa cần phải phun dưỡng hay là phun, bắt đầu cũng chưa có nhánh nhiều cho nên cũng không cần phải phun nấm bệnh, chủ yếu là thuốc sâu rầy. Khi nào mà cái cây nó ra nhánh được, ra tược ra nhánh á, bắt đầu mình sẽ phun thuốc trị nấm và dưỡng sau ha. Còn đối với cái vườn này thì em trồng có mấy cây chen vô trong khoảng trống cho nên là bây giờ em tưới phân chứ không có phun thuốc. Đợi khi nào mình phun thuốc những cây sầu riêng này rồi mình phun chung luôn. Đó. Thì hôm trước em có quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem những cây sầu riêng này nè. Thì trong làm sầu riêng ở miền Tây thì nó cũng hơi cực hơn so với miền Đông, tại vì cũng phải phun thuốc thường xuyên. Cái này cũng gần tới phun thuốc rồi, thì em đợi chừng nào phun thuốc sầu riêng mình phun thuốc mấy cái mít này chung luôn. Thì cái trong quá trình em chăm sóc và em đi thăm vườn thì em sẽ cập nhật liên tục cho cô chú anh chị và các bạn xem để mình có cơ sở mình tham khảo ha. Còn cô chú anh chị và các bạn thì có ý kiến đóng góp gì thì mình có thể để dưới phần bình luận để cùng nhau tìm ra cách chăm sóc cho cái vườn mít mình nó hợp lý nhất. Còn trong lúc pha phân á, tại vì nếu mình xài loại phân mà nó có đạm cao như là 30 đạm thì thường mình pha cái nước nó sẽ lạnh. Nước sẽ lạnh và khi mình để pH vô chung thì sẽ chậm tan hơn. Thì tốt nhất cô chú anh chị và các bạn mà mình pha với số lượng nhiều thì mình nên pha NPK riêng, pha pH riêng, sau đó mình mới đổ chung vô ha. Chứ còn mình để chung vô một lượt thì nó khó tan, tại vì nó tới 30 đạm lắm. Nó sẽ lạnh đó. Tưới vào cái lúc mà sáng sớm hoặc chiều mát, rồi hôm sau thì mình là phải tưới nước xả phân lại. Đây em cũng có sầu riêng nhỏ nhỏ em tưới luôn, thì em sẽ liên tục cập nhật cái vườn này cho đến khi nó làm trái và thu hoạch. Thì em cũng mời cô chú anh chị và các bạn cùng Long Mít đồng hành để theo dõi cái vườn cây này cho đến khi nào mà nó thu hoạch ha. Vườn này nó lộn xộn lắm mà đất nó lại khắp nữa, không đủ đất để làm liếp, đất nó khắp.
Rồi, hôm nay thì em cũng đi thăm vườn và cập nhật lại những cây mít sau 11 ngày khi mình trồng. À, bây giờ em cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo.